Chào tất cả các anh em nhá. Hôm nay em vừa về một lô máy Kubota DC70. Thì em có một đơn đặt hàng của anh Nhu ở Lai Vung, Đồng Tháp. Thì anh ấy thực ra anh ấy đặt cọc tiền cho em rất lâu rồi. Và hôm nay em mới về được máy cho anh ấy. Thì anh ấy bảo anh là không phải vội vàng, thì anh cứ cố gắng chọn cho em một con máy thật đẹp, thật xuất sắc thì giúp em. Thì thì anh Du anh ấy bảo là đáng là anh ấy lấy từ đầu anh ấy lấy cái dòng máy 2 số áp rồi, nhưng bây giờ anh ấy chuyển sang anh thấy cái con máy 4 số áp này em mới về mới quá, còn zin quá, thì anh ấy bảo là thế để cho anh con máy dòng 4 số áp, thì test máy kiểm tra ok thì gửi vào cho anh. Thì đây em con máy này là em sẽ giới thiệu qua về con máy này nhá. Con máy là đời 2016 anh em nhá. Đời 2016 đây. Anh em này, xem này, tất cả còn nguyên zin này, máy lốc như mới luôn này. Thật sự con máy nó quá mới luôn anh em ơi. Tất cả vẫn còn rất là mới nhá, nguyên zin hết. Cái bánh trớn này xanh nét này, cái bánh trớn này anh em xem này. Chạy ít. Đây anh em xem. Thật sự là máy là rất là ok à. Nguyên zin nhá anh em nhá, để ốc các thứ nguyên zin từ đầu trên đầu xuống đầu dưới. Đẹp xuất sắc luôn đấy. Đây. Xem lốc các thứ này. Cái dòng máy này là nó có cái cục sinh hàn, máy đời cao này 2016 2017 này có cục sinh hàn này nhá anh em nhá. Sự là máy là quá là ok luôn đấy. Đây anh em xem này, tất cả máy móc này. Cái dòng máy này là kim trong nhá anh em nhá. Cái dòng máy nó khác, đời 2 số áp là máy nào của nó là máy kim trong, còn cái kia đời 2 số áp là máy kim ngoài, còn con này là kim trong. Thì bây giờ em sẽ test thử máy và em sẽ gửi, trước hết là em sẽ gửi video cho anh Nhu ở Lai Vung, Đồng Tháp, và thứ hai là em sẽ đăng lên kênh bán hàng của em để cho mọi người biết là cái dòng sản phẩm này của bên em là còn rất nhiều nhá. Nếu mà anh em nào có nhu cầu thì cứ alo cho em. Thì bây giờ em sẽ cho anh em sợ lủ máy để kiểm tra luôn.
thực sự là con máy này quá chất, quá ok, quá đẹp rồi anh em ạ. Nói chung là những cái dòng máy này mà nổ một con mà được ok và đẹp long lanh thì thực sự là hiếm anh em ạ, hiếm ấy. Không phải lúc nào cũng, không phải lúc nào cũng có. Là em tin chắc là con máy này em sẽ chụp ảnh và gửi video cho anh Nhu ở live vùng ở Đồng Tháp, anh ấy sẽ rất thật chắc chắn là ok rồi, sẽ thực sự là sẽ đáng cái công, đáng cái công bao nhiêu ngày chờ đợi của anh Nhu, đáng công bao nhiêu ngày chờ đợi của anh ấy thực sự. Thì cái dòng máy này ấy nó ít vì nó đời nó cao 2016, anh ấy bảo bây giờ 2021 mà ở bên nước ngoài người ta cắt xong rồi còn mình còn phải làm sao vận chuyển về, nó mất 5-2 năm nữa, chắc là nó chỉ dùng được, nó dùng được 1-2 năm nó đã bỏ rồi. Bây giờ dòng nghĩa địa, dòng mình nghĩa địa này để có một con đẹp và xuất sắc như thế này rất là hiếm, anh hiểu không? Anh em hiểu không? Thì nếu mà anh em nào có nhu cầu về cái máy này ấy, hay là hai súp áp của V2203 thì cứ alo cho em nhé. Thì qua đây em cũng nhắn nhủ với tất cả các anh em là nếu mà anh em nào có nhu cầu về máy móc to nhỏ hay là cần tư vấn về các loại máy thì cứ alo cho em nhé. Em sẽ phục vụ tận tình luôn. Anh em nào nếu mà cần gấp quá hay cần tư vấn ấy thì cứ kết bạn Zalo và điện thoại trực tiếp qua số điện thoại, hai số điện thoại của em ấy. Cảm ơn tất cả mọi người nhá.